đi chăng nữa thì không biết đấy là Hà Sam có thể chiến thắng cái bọn robot này không nhỉ. Các bạn hãy nhớ để like này cùng với đăng ký kênh để ủng hộ Hà Sam, để Hà Sam có thêm thật nhiều động lực giữ vững tay súng và bắn thắng cái bọn robot này nhá. Đây, khẩu súng mà Hà Sam cầm ấy tuy là màu mè loẹt loẹt như thế này thôi nhưng mà có sức công phá rất là lớn. À, đằng trước cái kia có một cái thằng ui robot này à. À, thằng này là robot con thôi. Ái già già dám cầm cả gậy bóng chày này là mình bắn vào chân nó cho đâu chân. Oh yeah, vậy là đã hạ gục được 3 tên robot luôn các bạn ạ. Tuy nhiên ấy, đây mới chỉ là robot con thôi, bé xíu xíu thôi. Tí nữa sẽ gặp một đàn robot kinh khủng hơn. Nào, tiếp tục nào. En à, thằng này có 3 thằng nè, mày chết nè. Ái da, ái da ơi da. Úi giời ơi, bắn cho nó rụng giò đây. À, cái thằng này đang chạy ra mình nè. Mày thích nè, mày thích nè, mày thích nè. Yeah, đến đích rồi các bạn ơi. Em nào. Ái chà chà. Ui 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 ui. Bên này có 3 thằng nè. Ui 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 ui, một thằng này á què một giò rồi thế mà vẫn còn cố tình đến mình. À mày làm gì? Mày làm gì nào nào nào? Chân mày đã què giò rồi mà mày vẫn đi à? Ấy 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 ấy. Yeah. Hạ gục được 3 tên rồi. Ui 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 ui. Mình nhắm. Ui, nhắm thẳng vào đầu của nó, đánh bùm một phát luôn các bạn ơi. Ui kinh khủng. Ui. Ôi bắn xa hàng km. Rồi yeah. Nào, nào nè. Cái gì? Ái da da, cái thằng này em. Nó cứ chuẩn bị đến mình là mình bắn nó luôn. Bùm. Bùm. Đấy mình bắn thẳng vào đầu nha. Nếu mà bắn vào đầu ấy, chính xác vào đầu ấy thì chúng là sẽ bị nổ tung luôn. Chắc là đầu bọn này nó là cái gắn cái quả bom ở trên đầu ấy. Sao bọn này nó dốt thế nhỉ? Tự dưng lại gắn quả bom trên đầu làm gì không biết. Rồi, rồi, em. Như cái thằng này á, nó còn có cả cái đằng trước bảo vệ nữa cơ. Đúng là cái thằng nhát chết. Rồi nè. Tự dưng bảo vệ như chỉ bảo vệ thân thôi, còn cái đầu thì thò lên. Tiếp tục. Ok, ok, yeah. Rơi rồi, rơi rồi. Tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Ui, ui, sụt cầu. Oh my god. À. May quá, may quá. En cái thằng này nha, nó dám cầm súng nó bắn tao. Nó dám giết đồng đội mình. Mày nè. Ê, cái thằng kia, tao sẽ giết mày. Ê, đây. Bọn nó chưa kịp nói mà đã bị mình bắn cho nó một phát rồi. Ok. Ui, lần này có thằng khổng lồ các bạn ơi. Ui, cái thằng này á, người tìm tìm không biết là. Ui, nó không bị nổ như mấy thằng khác. Nó dậy luôn. Ui, bắn hai phát nó mới đổ luôn nè. Rồi. Ê, ôi đằng kia lại còn có cả một đội quân áo tím kinh khủng không kìa. Sợ quá các bạn ơi, mình run đây là run đi. Các bạn hãy like cho Hà Sam đi. Để Hà Sam ấy bớt run hơn. Này, này một thằng nè. Những cái thằng áo đỏ ấy thì là nó chỉ là lính quèn thôi. Ôi. Thằng kia, mày sẽ chết ở tay ông. Không, thằng này là mình phải bắn nhiều phát ở trên đầu. À, mình bắn nó rơi xuống luôn nè. Rồi, hai cái thằng này ngố tàu. Thấy người ta bắn đồng đội thế mà vẫn còn đứng đấy nhìn. Yeah, vậy là đã chiến thắng ở lượt này rồi. Tiếp theo nào. Bắn cho bọn nó nha, đẩy bọn nó xuống vực luôn. Ở đây ấy là một tòa thành phố rất là cao, tòa nhà thành phố ấy. Ui, ngã từ đây xuống ấy là xác định nhờ. Thôi, gãy luôn răng hàm. Rồi, không còn răng nhai cháo. Ui, cái thằng này nó vẫn còn ở đây nè. Nhưng mà mình đoán ấy là chắc chắn là chân nó là bị què rồi các bạn. Thế nên là nó mới phải nằm ở dưới như thế này. Còn nếu không ấy, chắc chắn là nó định ngoi ngoi lên nó táng mình rồi. Yeah. Ui, cái bọn này thật là đáng ghét. Nó không chỉ ấy, chiếm đoạt trái đất mà bây giờ nó còn bắt người vô tội đấy các bạn ơi. Nhìn từ xa nè, có người tên là Hép nhé. À không, người ta không phải tên là Hép mà người ta đang kêu là Hép, happy, happy. Đấy, kiểu như là cứu tôi đấy. Đấy, giúp tôi với đấy cái thứ. Ồ, được rồi, mình sẽ bắn nó nè. Ý, ý, ý. Đấy, mình đã giải cứu được cái bạn kia rồi. Rồi nha. Ui, cái thằng này vẫn còn sống nè. Ừ, bùm. Rồi, dám bắt nạt người trái đất à. Nè, nè, nè. Bắn cho mày rụng đầu luôn. Yeah. Khi mà giết được cái bọn mà robot này, không những là mình đứng được hạng nhất mà mình còn
có được tiền nữa các bạn. Tiền thưởng luôn, cực kỳ nhiều. Ôi, lần này bọn nó rất là đông. Rồi. Này nè. Này nè. À cái thằng này mày dám bắn vào chân ông à? Mày như là con muỗi gãy ngứa thôi. Ừ. Ê, tao không sợ đâu. Ê, nổ banh người luôn, xem có sợ không nào. Tiếp tục nào. Go. Trời ơi, cái bọn này nó cực kỳ lì đòn luôn ấy. Đạn mình phải bắn thật mạnh, nếu mà không bắn mạnh nghe là bọn nó không hề hấn gì bọn nó luôn. Người khổng lồ. Ý, cái thằng này. Ê, ngã này ơi, rơi, bắt đầu rơi, á, chồng đít, chồng đít. À, chồng mông. Chồng mông lên, chứ không phải là chồng đít. Được rồi, yeah. Rồi, yes. Ôi, lần này á, là một cái thằng đại ca robot. Ôi, đại ca robot kìa. À, trời ơi, nó còn ném cái gì vào người mình nữa. À, trời ơi. Mình sẽ né cho bên này xem. Cái thằng kia, mày nhìn thấy tao không? Tao kiểu như là cái người người bằng dây chun bằng vải ấy. Thế nên là tao chỉ đung đưa thôi. Ôi trời ơi. Các bạn ơi, lại là một người lương thiện nữa bị bắt cóc này. Cứu tôi với. Ôi, cái bạn này không hiểu vì sao mà bọn robot ấy nó hay thích bắt bạn này thế nhỉ? Tại vì tôi chọc đầu nên chúng nghĩ là tôi là giống người hành tinh của chúng. Chúng thích tôi bởi vì tôi đẹp gái. Trời ơi, chọc đầu ở hành tinh khác là đẹp gái đấy các bạn. Rồi, nhưng mà trước hết thì muốn giải cứu bạn này thì mình nghĩ là mình sẽ phải cần thêm súng. Thay đổi súng. Ôi dồi ôi, súng này đắt tiền lắm, mình không có tiền mua. Ôi, toàn súng đắt tiền luôn các bạn ơi. Ôi. Được rồi, thôi lại dùng súng cũ vậy. Ok, let's go. Nè. Ôi, chúng định làm gì đây? Ô, làm gì đây là... Mình tưởng là chúng thích cái bạn này chứ, sao chúng tự dưng lại đến đánh bạn này nhở? Đánh bèo một phát là ế luôn nè. Rồi. Rồi. Mình không bắn thì chúng đứng im. Mình bắn là chúng ra chúng giết người luôn. Được rồi, mình vậy bây giờ mình sẽ phải bắn. Bắn cho chúng gãy giò không đi được nữa. Đấy, hoặc là bắn rơi. Bắn rơi người luôn. Rồi. Khà 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 khà. Khà 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 khà. Mày thấy chưa? Ai mà bắt nạt người trái đất nè. Ái già cái thằng kia. Đã què một chân rồi vẫn còn cố gắng nhảy. Ăn. Cái thằng kia thấy bạn bị rơi mà không bắt, không giữ bạn lại, thế mà vẫn còn có thời gian mà ra đây mà đánh nhau. Này, cái gậy bóng chày đấy là của trái đất mà. Ôi giời, ngã này, ngã rất từ từ. Ôi rồi ơi. Rồi, yeah. Vậy là cuối cùng ấy thì ở phần này thì mình cũng vẫn chiến thắng nha. Kinh khủng chưa, lần này ấy là toàn là một đội quân robot khổng lồ thôi. Yêu ơi, đáng sợ vô cùng. Nhưng mà mày chết nè. Bọn này nó súng dai hơn các bạn ạ. Bởi vì nó to hơn mà. Thế nên là chúng ấy súng dai hơn rất là nhiều. Lâu chết kinh khủng ấy. Mình bắn ấy kéo khi hết đã. À, trời ơi, nó định ra mình nè. Mày nè, bùng phát vào đầu mày choáng chưa? Ôi, nổ. Ôi, yêu ơi, bọn nó đến mình rất là đông các bạn ơi. Sợ quá đi mất rồi. Rồi, không sao, cố gắng lên. À, đây là cái vòi phun nước. À, mình đã xịt vào nó. Mình sẽ bắn sang bên này để cho tan cái vòi phun nước nữa nè. Yeah. Ui, rồi bên dưới này vẫn còn nè. Ôi trời ơi, tí nữa thì đâm đầu xuống dưới đất. Yeah. Let's go. Thôi, xong. Lần này chúng biết mình là một người rất là giỏi. Thế nên là chúng mới cử rất nhiều robot khổng lồ tới. Anh ơi, em sợ lắm anh ơi. Nhưng mà em vẫn thích bắn. Anh ơi, các anh nha, liệu về hành tinh của các anh đi. Rồi, tiếp tục.
ở đây nhá, có một cây cầu. Ôi, rồi, mình sẽ bắn cây cầu. Ê, tụt. Ôi, trời ơi, em đây chưa làm gì các anh mà các anh đã bị rơi xuống dưới hồn rồi. Rồi, yeah, nổ người đi ạ. À, bắn trúng đầu mới thích nè. Tại vì chúng gắn bom ở trên đầu mà. Sao mà tự dưng có cái đội quân robot nào mà nó dốt thế nhỉ? Tự dưng lại gắn bom ở trên đầu làm gì không biết. Tại là cái thằng robot đại ca. Mày tưởng tao sợ mày chắc. Rồi bây giờ nó có cái cỗ máy gì đây. Ê! Úi giời ơi, mình phải vừa bắn nó này, vừa bắn cái thùng mà thùng xăng nó bỏ ra nè, hay là thùng thuốc nổ gì đấy. Ta là đại ca của bọn robot đây. Thằng nhãi kia mày sẽ phải chết. Ây, cái thằng này nhá. Ý, mày đừng có dọa ta là ta phải chết chứ. Mày sẽ phải chết mày đúng ấy. Mày không biết là người trái đất rất là giỏi ạ. Mày chết đi, mày chết đi. Mày chết nè. Yeah. Các bạn ơi, vậy là thằng đại ca robot lắm lời đã bị trừ khử. Các bạn ơi, vậy là sau sự cổ vũ của các bạn ấy thì Hà Sam cuối cùng đã giành chiến thắng cho bọn robot các bạn ạ. Quả thực ấy là một cuộc chiến đấu cực kỳ gay cấn, bởi vì cái bọn robot này nó sống dai kinh khủng luôn. Và video của Hà Sam đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp.